Hello, xin chào tất cả các anh em. VitaShop xin chào tất cả các anh em nha. Và trong video lần này, VitaShop xin được review và test cho anh em xem một bộ sản phẩm có tên gọi là Sanda MX7 tẩu lọc thuốc lá nha anh em. Có tên gọi là Sanda MX7, có giá chỉ 150.000. Tẩu lọc này không cần vệ sinh đâu nha anh em. Anh em chỉ cần mua về khi nào hút mà đến khi nào mà cái bộ lọc hạt này cảm thấy thấm đều thì anh em có thể thay. Bộ sản phẩm này bao gồm là và để bây giờ VitaShop xin được mở ra cho anh em xem luôn nha. Đây. Bộ sản phẩm bao gồm là một hộp đựng nè anh em, một cái gioăng giữ, một tẩu lọc thuốc lá và đây là cái lọc hạt. Tất cả chỉ có 150.000 thôi nha anh em. Bây giờ mình có thể mở ra cho anh em xem. Khi nào mà anh em hút đó mà cảm thấy là cái lọc hạt này này nó thấm đều thì bắt đầu chúng ta có thể dùng cái mới và bỏ vô thay và dùng tiếp theo không cần phải vệ sinh. Và nó rất là thuận tiện luôn nha anh em. Thì tác dụng của việc mà anh em khi anh em dùng tẩu lọc thuốc lá đó là nó rất là tốt cho sức khỏe luôn đó anh em. Thì chứ những cái chất mà anh em hút vào trong người đó là nicotine và những cái chất tar đó sẽ được lọc và bớt và rất là hạn chế, và hạn chế được thêm những cái mảng khói bám vào răng đó anh em. Thì rất là an toàn và tốt cho sức khỏe. Đấy, thì bộ sản phẩm này VitaShop bán với giá là 150.000. Anh em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ 012 0707 2867 hoặc là để lại số điện thoại. Thì trực tiếp bên VitaShop sẽ liên hệ và tư vấn cho anh em. Vâng, và video đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một ngày mới làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Please.